chào tất cả các bạn. Giờ hai mẹ con mình đi đọc lá chuối nha. Đọc lá chuối đặng bonus thêm cho cái món bánh bột lọc. Bây giờ đọc lá chuối để làm bánh nậm. Chuối này nãy đi rọc nè mấy bạn. Rọc đem về cái luộc. Nãy mình luộc bỏ vô miếng dầu ăn rồi. Này nhân mẹ trộn rồi nè, gia vị rồi vô rồi, màu xanh. Bột vô siêu cay, ớt này là cay dữ lắm luôn á. Mấy bạn này mình rim nhẹ nhẹ lửa riu cho tới cạn nha, mẹ nó khỏi để nước luôn á, cho nó ngon đó. Rồi giờ bắt đầu mới cho thêm vô miếng bột ngọt nè, nãy chưa có để bột ngọt rồi. Bạn có hạt được không hả? Vừa đó. Như thịt ngon vậy á. Thơm hả? Thấy được rồi con nè. Được rồi nè mấy bạn ơi. Một cái bánh là một miếng thịt, một miếng tôm nữa. Đây kêu bột lọc nè, mình biết mấy chỗ khác kêu bột gì, dưới Bến Tre mình cũng không có kêu bột lọc nữa, mình cũng không biết kêu bột gì nữa. Nếu mà bột năng á, nếu mà kêu bột năng á thì từ củ năng, mà cái bột lọc này là từ củ khoai mì đúng không mẹ? Đó. Cho nên là nếu mà kêu bột năng thì nó cũng không đúng. Đó, bởi vậy nó nên mà mình cũng không biết là dưới quê mình kêu bằng bột gì nữa. Bắt đầu cho vô rồi, bắt đầu nhào bột nè. Chế vô thấy nó trong 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 rồi đúng không mẹ? Đó. Đó mấy bạn thấy không? Rồi ngắm hỉnh luôn, giờ cho vô bì đi. Để nó nào sợ nó bột nó khô. Một cục thịt với một con tép.
mình làm bánh bột lọc đây. Thấy mẹ mình nắm cái tay không? Déo 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 luôn à. Em hai mẹ con làm bánh trần chứ không phải làm bánh lá. Bột còn ấm ấm luôn á mấy bạn. Con cái bị lủng. Bột lọc của mình bây giờ dạ một bẩm của họ mía. Hỏi cách chạm sao mà thấy ớt đồng nổi lên á. Mà không cái á. Không có bị việc chứ không tưởng có bị việc à. Dạ nước bẩm khi nào mình dạ xong đừng mà dạ cái ớt nhuyễn quá. Con cũng giả là con giả bắp chanh luôn. Dạ cái đó chị nhìn như chẳng 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 nước bẩm hẳn hấp dẫn. Vậy xong là nằm chanh lên trộn cho đều nó bắt đầu được nước bẩm nó làm nổi đến vậy ta. Rồi mấy bạn bỏ nhân vô giữa nè. Nhân giữa là bớt lại. Mấy bạn mình thấy không, hai mẹ con làm bánh mà làm thủ công mà cũng có dây chuyền nữa, thấy ghê không? Máy bên đây là bắt bột với lại bỏ nhân, máy bên đây là ép bánh. Được 3 giây à. 2 giây mấy rồi, được 3 giây. Bắt nhanh mấy bạn, không có lâu. Do bột này bữa nay nó mềm, ngon lắm. Bột là vừa. Đây các bạn ơi, cuối cùng xong rồi. Sau 1 tiếng đồng hồ. Do nãy còn dư nhưng á, xong mẹ mình nhò thêm miếng nữa nè. Đó, giờ được như đây với thêm một hộp nữa. Ồ, ăn đây ăn mệt xỉu ha. Đó, bên đây. Thấy không? Giỡn không? Nặng cái bánh này nó phải dính như vậy nè, một hồi luộc nó mới không có xì. Đó. Chú chú chú. Đó, nó phải dính hết cái mép vậy nè. Sắp ra cho đẹp thôi chứ thực ra là xong bỏ vô hộp để bánh nó cứ đây được hai hộp này nè mấy bạn, nhìn thấy hấp dẫn không, rất là hấp dẫn nha. Đó là nó thấy đó nè, bánh giờ chấm dàm cái mặt của tôi luôn á, thấy không? Thân bung thân xì nha, bao xì luôn á, luộc là bao xì luôn á. Rồi giờ mình cho mấy bạn coi hậu trường làm bánh bột lọc nè. Đó. Bỏ uổng. Vuốt về luôn nó mới ngon. Nếu mình dính chảo nè, bỏ cơm vô trộn. Trời ơi đã. Xuất sắc. Đúng không? Đâu biết cha. Hậu trường làm bánh bột lọc mà. Chưa luộc bánh bột lọc mà ăn cơm trước. Nó chứ nó làm xong mà còn phải luộc, còn phải khử hành, khử dầu, làm nước mắm rồi mới ăn được, chứ đâu có làm xong mà ăn liền được các bạn, đúng không? Ở nhà mình làm vậy thôi, sự thật là vậy mà, đúng không? Thật luôn rồi các bạn. Thật luôn nè, thấy ghê không? Để mang rồi chứ. Nổi bánh ghê không? Đó. Đỏ tươi luôn đó mấy bạn, thấy không? Nhìn hấp dẫn quá, nhìn mình nước miếng nó tứa ra rồi. Nhìn đổ mồ hôi lưỡi luôn rồi đó. Trong veo luôn. Thank you.
nằm mơ. Hả? Ừ. Xin chào chị, chào. Chào. Kìa chỉ ăn bánh nậm thôi, kìa không ăn bánh bột lọc. Xong rồi chuyển sang ăn cơm. Đâu có chịu ăn bánh bột lọc đâu, bột lọc đi. Thầy cố ý được nha. Bánh nậm hả? Hả? Ừ, cũng đó, độc kính thì bên mình cũng bên họ độc kính đó khoảng đó. Bên họ độc kính, Tùng à bên đó là họ độc kính, bên mình lịch. Là kêu Tùng chứ không phải là bên mình độc kính đâu. Tùng. Tùng kính bên kia là độc kính. Con gái ăn đôi mẹ. Ngon. Dạ ngon. Mẹ định khử nực cái dâu đeo á, xong rồi mẹ đổ mẹ trộn cái nhắn á. Nó cái màu đẹp. Không nghĩ sao ăn thôi, quên cái chuyện của biết. Sợ ớt chua cay thì sao? Không. Em mày uống đi. Dạ. Mày nói vậy nước ngọt á. Cái gì cái này là nước ngọt á hả? Chứ cái gì? Ăn nhanh đi ông ơi. Rót nước ngọt không lẽ em rót nước đá hả? Kiệt chỉ ăn bánh nặng thôi mấy bạn. Nãy đi học về ăn hai cái bánh nậm thôi, không có chịu ăn mà ăn bánh bột lọc. Kìa cũng không biết ăn bánh bột lọc xong mà chuyển sang bây giờ cho ăn cơm. Nóng ngay lên ngoài tay luôn. Ngon con. Dạ ngon. Nãy con ăn bánh con thấy ngon không? Dạ ngon. Ừ. Dạ. Cháu bà nội là phải biết ăn mắm ruốc nè. À, ăn mắm nêm nè. À. Ăn mắm cà nè. Ăn bánh canh bột lọc nè. Hả? Ba nhìn là ba biết rồi, mỗi lần con ăn luôn vậy là con sách. Ừ. Phải ăn đấy con. Con mập quá trời à. Lên trường con có ở vậy không? Cũng ở vậy nhưng mà con ở có một ngày à. Hello. Người đất quá. Cây đồ thật. Nhưng này là nhân mặn nha mấy bạn. Nhưng là nhân mặn. Ôi mẹ no rồi mà kẹt chưa xong nữa. Rồi. Mình kết thúc video đây mấy bạn ơi, cái bên ta đọc kinh ồn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Xin chào đấy con, xin chào. Xin chào. Nói đi các cô chú nhớ subscribe kênh cho mẹ con nha. Yeah.